Bây giờ nếu như mà nhớ về cái khoảnh khắc nào mà hình ảnh của bố mà nhớ nhất thì Bảo muốn nói về hình ảnh gì? Bố chung vui với con cùng nhau chơi ạ. Bố chơi với con rất là nhiều đúng không? Và con mong muốn có điều gì? Bây giờ thì đã có rất nhiều những cái sự che chở đúng không? Kính thưa quý vị, đứng cạnh tôi lúc này là đồng chí đại úy Lục Văn Nguyên, cán bộ công an xã Yên Thuận, công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, một trong những người trực tiếp giải cứu cháu bé Nguyễn Quốc Bảo. Chúng tôi muốn đồng chí hãy chia sẻ quá trình giải cứu cháu bé khỏi dòng nước lũ chảy xiết lúc đó đã diễn ra như thế nào. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kính thưa các đồng chí có mặt tại trường quay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đơn vị chúng tôi cũng triển khai phương án trực 100% tại địa bàn. Thì khi sự việc là khoảng 15 giờ ngày mùng 8 tháng 9, thì khi tôi đang cùng các đồng chí khác, lực lượng là quân sự, công an xã, trực ở ủy ban xã, thì nhận được điện thoại báo tin của đồng chí Kiện, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở thôn Cầu Treo. Thì sau khi nhận được tin thì nói là có trường hợp ba bố con bị lũ cuốn trôi tại cầu tràn. Hiện tại là còn một cháu này đang đứng ở mắc bám được vào ngọn tre ở dưới dòng nước xoáy, và còn hai bố con thì chưa thấy đâu. Sau khi nhận được điện thoại thì tôi bật dậy chạy đi lấy áo phao, vừa đi vừa tôi vừa gọi đồng chí chỉ huy quân sự xã và hô hào các đồng chí trực ở tại ủy ban. Khi vừa đi vừa thì lấy được áo phao thì các đồng chí khác thì lấy xe máy, còn tôi lấy áo phao thì lúc vừa đi vừa mặc áo phao. Đấy, đi đến xuống chỗ cầu tràn thì nước chảy rất xiết. Lúc đấy thấy đồng chí Kiện có chỉ tay cho tôi là ở bên dưới cái chỗ cầu tràn cách đó khoảng 100 mét, thì tôi nhìn thấy có người đứng ở dưới đấy, thì tôi mới vòng đi, bởi vì đường là đường vòng, nên đi để xuống tiếp cận chỗ cháu Bảo đang đứng. Khi đến nơi thì thấy có hai người dân đang đứng ở bờ và anh Liệu Văn Quyết đang đứng cùng với cháu Bảo ở giữa dòng nước xoáy. Khi thấy vậy thì tôi cũng không suy nghĩ gì, đấy tôi nhảy xuống nước, xuống chỗ anh Bảo và cháu Bảo và anh Quyết đang đứng, thì xuống thấy tôi thấy anh Quyết đang động viên tinh thần cháu, thấy cháu là đang trong trạng thái là run lẩy bẩy. Đấy, thì trong quá trình đấy thì tôi có hỏi cháu Bảo là cháu có biết bơi hay không, thì cháu Bảo không biết bơi, thì tôi đã cởi cái áo phao của tôi đang mặc trên người cho cháu, và cũng cùng với anh Quyết là kiểm tra lại cái áo phao, bởi vì tôi là người lớn, cháu còn nhỏ thì phải buộc lại cái áo phao cho nó chắc, đảm bảo việc là không để tuột mất cháu trong dòng nước lũ. Thì lúc đấy vừa đi vừa buộc áo phao thì cháu Bảo cũng có nói là các bác cứu bố và em cháu với, không sau này cháu đi học là các bạn bảo cháu không có bố. Đấy, thì trong quá trình đấy thì biết là xác nhận thực tế là còn bố và em gái của cháu là đã bị lũ cuốn trôi đi. Sau khi tôi cùng với anh Quyết là đưa cháu lên bờ, thì tôi cũng chưa kịp hỏi tên lúc đấy thông tin về cháu, thì cũng chỉ dặn là lên đến bờ thì bảo những người ở trên bờ là đổi cái quần áo cho cháu, vì lúc cháu ấy cháu rất rét run. Thì tôi cùng các đồng chí khác nữa là chạy đi theo cái dòng suối đấy để đi tìm kiếm hy vọng là cứu vớt được bố và em gái. Từ cái địa điểm xảy ra đến ngòi sông là nó khoảng 4 km, chúng tôi lúc đấy đi chân trần, và bởi vì lúc đấy chưa chuẩn bị giày dép gì cả, thế nên là đã tìm hết một lượt, gọi trong khoảng thời gian là 20 phút, cùng các đồng chí có tôi, hai đồng chí quân sự xã và các đồng chí công tác ở xã đi gọi một lượt, nhưng không thấy thấy có tiếng người trả lời. Và chúng ta cũng đã đều biết rằng trong sự việc không hề may mắn hôm đó thì cháu Dương Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Bảo là người duy nhất sống sót đúng không nào? Và ngày hôm nay thì cháu bé cũng đang có mặt ở đây. Xin mời Hồng Nhung. Vâng ạ, thưa quý vị, đây chính là Bảo đây ạ, 8 tuổi. Và dù con vừa mới trải qua những cái mất mát rất là lớn, thế nhưng mà hôm nay khi mà đến Hà Nội,
hỏi con về những cái hình ảnh của bố, của gia đình, thì con vẫn trả lời với rất nhiều những cái sự xúc động. Bây giờ nếu như mà nhớ về cái khoảnh khắc nào mà hình ảnh của bố mà nhớ nhất, thì Bảo muốn nói về hình ảnh gì? Bố chung vui với con cùng nhau chơi ạ. Bố chơi với con rất là nhiều đúng không? Và con mong muốn có điều gì? Bây giờ thì đã có rất nhiều những cái sự che chở đúng không? Đúng rồi. Anh Nguyên ơi, sau cái cuộc giải cứu vừa rồi thì bây giờ tình cảm giữa anh Nguyên và Bảo không chỉ còn là của một người chiến sĩ công an với một cháu bé nữa đúng không? Vâng ạ, anh có thể chia sẻ. Vâng, cũng sau cái đợt là chúng tôi hết lệnh trực 100%, đã tìm kiếm được thi thể của bố và em gái của cháu Bảo, thì tôi cũng có xuống nhà động viên tinh thần em Bảo và gia đình. Thì lúc đấy phía gia đình và cháu Bảo cũng là mong muốn nhận tôi làm bố nuôi. Đấy, thì tôi cũng với tình cảm tinh thần thì tôi cũng vui vẻ nhận lời thêm một đứa con như vậy ạ. Thưa quý vị, khi đứng trên sân khấu này, chúng tôi có thể cảm nhận được sự xúc động lan tỏa không chỉ trong trường quay S14 mà còn trước TV của bất cứ ai đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Những đôi mắt đã nhòa đi, và có lẽ trong trái tim mỗi chúng ta đều bật lên một khát khao có thể làm gì đó để làm vơi đi những nỗi đau này, có thể làm gì đó để giúp cho những em nhỏ như Quốc Bảo có thể đến trường, có một cuộc sống bình yên.